Ok, hello anh em. Hôm nay lại quay trở lại với cả Hero Storm. Ok, hôm nay mình sẽ chơi Diva. Một con tướng gọi là... Thực ra mình chơi con này chủ yếu là nhiệm vụ đó. Một con tướng mà mình cũng chơi khá là nhiều rồi. Thì Diva, cái chiêu 1 của nó thì... Cái đoạn đầu tiên thì nên tăng vào chiêu này, mình nghĩ là ngon nhất này. Nó tăng thêm một, nó cho 0,5 giây đầu tiên khi bay ấy, nó sẽ tăng tốc độ và gây thêm đam. Khá là ngon. Rồi bây giờ mình sẽ đi Amid. Diva này nó bị cái nữa, không có thủ cưỡi. Cái bộ chiêu của Diva này nó phải là chuyên tanh, tanh khá là xấu rồi. Gặp phải thanh niên, anh cha nó. Đây, con tầm rồi. Chết rồi, nhớ không lòng ấy nhỉ. Tốt, chuột tốt các anh ơi, thanh niên tốt. Bộ tăng. May quá trận này team mình có support. Cái chặn sát thương này mình đặt đúng góc thì nó chặn được rất nhiều sát thương nhé, mình chặn đau vãi cái con rồng này nó nhổ thật sự luôn đấy. Ghê, cái con rồng này đúng kiểu tướng lỗi của game luôn. Tìm nó con rồng rồi, có thằng nó hồi máu, rồng thế kia thì đến mai nó chết à? Con Diva này nó thiên về cái dạng là quấy nhiễu nhiều hơn là nó kiểu đánh nhau. Ủa đi, thằng kia nó nhảy kịp kìa. Bye bye. Bắn này luôn. Ăn đi nào. Nè, con có vẹo gì. Cái Diva này khi mà nó bỏ súng nó bắn rất đau. Nó bắn khá đau đấy, không đùa đâu. Ai mà khinh nó bắn chết đấy. Nếu mà mình còn tăng vào những cái đường gọi là cái lối chơi kiểu lối chơi bắn súng này thì nó còn mạnh nữa cơ. Pha ông ấy mình giết được thằng ấy khá là ngon. Rồi gọi thế, gọi mấy cái đánh. Con Diva này nó cái nó tăng vào cái chiêu này nó khá là khó chịu đấy. Nó hốc khá là khó chịu. Thì thấy mình luôn tại bãi này. Cái thằng tên ghẻ này hốc cầu cái. Tăng talent, tăng cái này thì mình sẽ tăng cái này, tăng cái độ, tăng cái tầm sử dụng của chiêu chiêu phê kép. đau này. Phải được uống nước. Một thằng thằng ấy mình đang đẩy phía trên kia khá là ngon, còn nó tập trung hết dưới này. Mày nhờn này, cái hút của Diva trông thấy đau nghỉ luôn. Bởi vì mình tăng vào cái chiêu đầu tiên ấy, nó sẽ tăng tốc độ chạy trong vòng 0,5 giây này. Cái chiêu này nó tăng cái tốc độ chạy trong 0,5 giây đầu tiên của khi mình bật cái này lên, và không phải trong 0,5 giây đấy mình sẽ được gây thêm 50% đam. Úc khá là đau. Mình sẽ chiếm cái này. Team này của bọn nó có vẻ không hơi gà. Rồi, chỗ tốt anh ơi, chỗ tốt anh ơi. Chạy đi đến lúc chạy kịp rồi, xong rồi, hóa thường rồi, hóa người thường rồi, chạy thôi, không chơi với con tông với đâu. Rồi mất mic rồi thì ra đi bắn này, lấy lại mic mày. Nó cũng như trong Overwatch thôi, mất mic rồi thì phải mất mic rồi thì bắn tay mà lấy lại thôi. Ui rồi, cái gì đấy, giật cả mình ạ. À, thằng ấy nó thả đẻ. Ủa góc
đéo đùa đấy. Nào bật mic lên. Chết đấy. Mình đang có 4 đấy. Sau khi mình nhặt ở trong cái map này nhé, sau khi mình nhặt được những cái viên ngọc này này, mình ép vào đây, ép vào đây, ép vào đây, sau khi ép vào thì mình sẽ khi nó đầy được 50 cái này thì mình sẽ gọi là một con nhện chúa. Tăng khả năng knockback của kill này hoặc là sẽ giảm 20%. Giảm 20% đi. Mình cảm giác mình đang để Unity phải. Cái này có thể chặn cho đồng đội sáng con. Dọn mày đấy. Rồi đứng ngay đi. Ủa 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 chạy 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 chạy. Con rồng khó chịu thật. Cái game này không hiểu nghĩ gì nó làm ra cái tướng ấy. Con tướng nó khó chịu, nó vừa mắc luôn ấy. Nó vừa khỏe mà vừa. May quá bọn ấy mình đang đẩy ở dưới này. Con này của mình thì nó không có đam đâu, nên là đánh thoải mái. Thôi bà đánh đấy thôi, gây tí khó chịu thôi. Con Diva này được một cái là nó khó bị giết. Nó trâu à, thứ nhất còn nó vừa trâu nó lại còn vừa có chiêu cơ động mà nó lại còn có thể xem là khá là tự biết mình thủ ở dưới này á. Trên mid kia đang đánh nhau nhưng mà mình thủ ở đây á. Mà nó có hai mạng nên là bị đánh chết rồi nó vẫn có đứng. Nó vẫn có thể đánh được, à nó vẫn có thể gọi robot lại để đánh tiếp được. Ulti của con này thì mình muốn tăng vào cái này hơn. Cái này khá ngon đấy, không cái này không phải phế đâu, nhưng mà mình phải chơi theo kiểu khác cơ. Cái này thì mình có thể lao vào tao combat mình quẩy được. Cái khi mình tăng kiểu này thì khi mà mình vừa đặt cái này ra mình vừa có thể gây sát thương cho mình vừa làm chậm ở kia, mình vừa đỡ sát thương đồng đội được. Khá là ngon. Rồi xong tôi rồi. Chạy 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 chạy. Chói chói chạy 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 chạy. Chạy 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 chạy. Cái quái mình bị dính cái chói á. Hơi nguy hiểm. Cái gì đấy, con rồng nó nhảy. Nghe mày. Nó ngắm mình đấy, thằng chó này định chơi mình đấy. Thằng hó không được đâu sói ạ. Ai hồi em tìm máu anh ơi, đấy là phải ăn máu ở đây, nhưng mà mình không cần, mình muốn giữ máu ấy để cho lần sau ăn. Còn bây giờ mình muốn ăn máu để mình muốn team bên nó khá là gà trận này. Team bên nó không biết chơi map này rồi, team bên nó còn chả chiếm được một cái điểm nào luôn. Ê, mình có mất rồi. Ê, em ơi, sao giết được? Giết thế nào được? Giết thế nào được mà giết? À đâu, team bọn nó gọi là nhẹ rồi này. Cũng không gà lắm đâu. Tới boss này, tới boss này. Mình xuống tới boss mình thủ. Trên này đủ người rồi. Đấy, ping cái nhọn này biết. Ở đây này. Có thời này thằng đi thủ rồi, mình lên top rồi. Không toàn đấy. Đi. Khó quá. Nhưng mà cũng cản được đợt đẩy của nó. Thằng này là top lắm.
Ây, lính đang đẩy ở đây nhiều quá. Nhóm đây là top. Top đang bị đẩy khá căng. Ở đây thôi. À, bật ulti nhưng mà không cứu được trụ. Không sao. Mình đang có khá nhiều ngọc. Bây giờ mình phải đi kêu mình kết nối. Mà chơi được 4 giây nữa. Trong thời gian mình nhặt thêm chút ngọc. Con Diva này một con cầm ngọc khá là ngon nhá. Bởi vì tăng thêm 20% máu cho con mech này. Nhưng mà nó sẽ tăng thêm 15 giây thời gian hồi mẹ mech nếu mà mình chết. Cũng khá ngon. Mình đừng để chết là được. Mình đừng để mất mech là được. 39 luôn rồi cả. Mình áp vào cái 39 luôn. Ok đi. Cái cây của con này có chịu thật luôn ấy. À, có thể đỡ rất nhiều đam đồng độ nữa. Đây. À. Khó quá, thằng cái Genji nó bắt mình luôn ạ. Nó ngắm thẳng mình nó bắt. Cái nổ của Diva trong cái game này nó chủ yếu để ép góc nhá, chứ đam nó không nhiều đâu. Không nhiều như trong Overwatch đâu. Trong Overwatch thì game đam nó nhiều nhưng mà trong này thì đam nó tí. Team bọn nó có con ấy này có khả năng phân thân à? Ờ à, đúng rồi, thằng nào có hai Genji. Cái này là cái phân thân. Phân thân của con phân thân của con support bên kia. Ai chết mạng rồi. Tính đúng ra thì là mình chết 1,5 mạng bởi vì mình chết hai cái mech. Hai cái mech nó cũng tính là nửa mạng nhé. Nhưng mà khi mình chết bởi mech ấy thì nó sẽ không mất ngọc. Mình nhặt ngọc nó không bị mất ngọc. Nên là có chết cũng không có vấn đề gì quá to. 0,5 mạng nó cũng không bị vấn đề gì cả. Mày Genroku T, mày Genroku T với tao à? Rồi rồi, đánh không lại. Mà nó khỏe quá. Cốc này phát. Dí nó. Giết sao nó tao mà giết. Ôi rồi. Ôi. Thằng Quỳnh Đài ơi, rùi đi. Ôi đi. Con lửa xa thế à. Xong rồi, mất lại mất bách rồi. Cái lửa con ấy xa vãi. Mình không được chết mà mình chết bây giờ là mình mất đấy. Mình phải lên cấp thì mình có cái điểm tăng vào ấy được, tăng vào cái chiêu lộn của con Diva này thì mình cơ động hơn một tí. Nó có 7 ấy này, mình muốn ra mình. Và nó lại kiếm à nó gọi nhẹ lần 2 rồi. Khó. Thế lại mấy tăng. Đây, chỗ này khá ngon này, chỗ này khá quan trọng. Nhỏ mới tạo, nhỏ mới tạo mày. Đặt không đẹp lắm rồi. Rồi, đặt không được đẹp lắm. Đấy. Mình dùng cái chiêu này bây giờ mình sẽ khi mình biến thành Diva mình có một cái lần lộn nhào. Thôi. Mấy con.
500. Khi mình tăng vào cái điểm này rồi mình có thể là tầm 20% khi mà mình dùng mấy. À mình dùng cái chiêu rồi. Cái áo làm sáng mình vậy. Còn lâu mới chết thằng anh. Anh mày. Ôi ông đứng kìa. Đứng như thằng ngô ạ. Về ăn máu á. Khó thật. Đứng để thằng Genji nó bay nó giết như chỗ không người ấy. Ai hồi tôi tìm máu nào. Tìm mình có thằng này hồi máu đúng không nhỉ? À đâu, thằng này chỉ tạo giáp thôi. À đây, con này hồi máu đây. Đẹp quá. Mình nghe tích một đống ngọc và mình đang ấp cả thể. Hồi máu cho mình lên thì vậy mình ép vào đây là nó sẽ đủ luôn này. Gọi được nhẹ rồi. Đầu tiên mình gọi được nhẹ rồi. Mình thích cố tích ulti. Khó chịu quá con rồng này thật sự. Mấy cả lềm trâu. Cái này là cái phần thân thôi nên mình có giết nó thì cũng không có tác dụng nhiều. Top đang đẩy kìa. Bot đang đẩy kìa. Quả này không thủ quá. Ủa, game gì nó bật công ty nó chém. Đó gì đó. Cho mình biến vài đó. Mình biến vài đấy. Mình cần biến vài tí á. Ôi lại máu. Để bay ra. Diva này nếu mà họ đang cưỡi mech thì nó không cưỡi được cái gì cả. Nó đi khá chậm. Nó chỉ có nó mỗi một cái chiều này nó bay. 28 giây nó có ulti. Ôi cẩn thận anh ơi. Đỡ. Mày nhờ này thu nhỏ rồi. Giết con rồng này. Sắp giết rồi. Đi có mẹ con rồng một chấm máu kìa. Không ai ném nó một cái nữa. Con rồng có một chấm máu ạ. Đi cô mẹ nó ấy được. Không biết sao. Genji nó bám mình rồi. Genji nó đuổi. Mẹ đứng sau mình bắn free đây. Nhưng mà không được bao nhiêu đam cả. Chạy. Anh ơi tha mạng này. Đi cô mẹ. Genji nó đuổi thì khó lắm. Genji nó đã bám. Ôi ơi, mình đang cầm một đống đồ ạ, à. Mình đang cầm một đống ngọc ạ, à. Sai lầm quá. Đáng nghe chạy xứ đi. Phải đáng nghe mình không nên đứng đánh. Lỗi quá. Lỗi quá, pha đi đứng đánh là sai lầm lớn rồi. Con rồng này thật sự nó mình thấy nó quá mạnh. Nó mạnh ở đủ mọi phía luôn, nó trâu nhá, gần như là không thể giết được nó. Trâu một cách kinh khủng luôn. Cả trận nó chết đúng một mạng. Nó trâu cái kinh khủng mà đam của nó thì to. Kể cả mình gọi đàn nhẹ nó đứng nó thổi lửa cái nó là cũng đủ hết đàn nhẹ rồi.
Mình đang cầm nhiều ngọc quá mà mình chết. Phí thật. À. Không hiểu là nó con tướng này nó có điểm yếu nào. Nó ngoài cái việc nó hơi chậm chạp một tí ra thì nó. Mà trong cái game này thì cái độ cơ động nó không không nếu mà không chơi sát thủ thì cái độ cơ động nó không có nhiều, kẻ con nào nó cũng không cơ động. À, mình cầm nhiều ngọc quá mà mình chết. Như ngáo ấy. Sai lầm lớn quá. Hai mươi mấy ngọc chứ cái đùa đâu. Bên mình vẫn đang không ngọc kìa, chưa ai đi áp ngọc vào à? Toàn rồi đấy, bắt đầu toàn rồi đấy. Wow, sai lầm lớn của mình bây giờ thành khổ. Bắn con này gãy cả tay, khổ, đéo có đam. Ai có đam ra đây phá con này đi. Nó ulti nó chạy ạ. Chơi lầy mày. Chạy sang đây thôi, đứa này đang bị đẩy này. Mày con Diva nó bắn đúng là kiểu gãy tay mới chết được bọn này. Ai giúp tôi cái nào. Bay vào, nó bay vào. Ung tí hồi nhanh vãi ạ. Mất mát rồi. Đéo chạy được ạ. Gắn đi đùa. Nó cơ động quá. Rất hiểu được cái con game này. Nó làm nó cái con rồng này. Nhưng nó thật nó quá mạnh. Gần như là không thể giết nó luôn ấy. Cả trận chắc nó giết nó một mạng khi mà bọn nó đứng gỗi. Thì cả team ra mà dồn đam thì may ra nó chết là một mạng. Con đu gần như nó phải giết được. Thêm nó còn làm bằng con tướng nó kiểu này được. Nó mạnh cái vô lý luôn ấy. Nó đứng nó gần nó chịu toàn bộ sát thương của team luôn. Ai mà có thể nhìn được sát thương nó chống chịu thì nó hồi 43.000 máu này. Chắc có thể hiểu được luôn. Cứ trận nào mình nếu đủ tiền mua con đấy thì mình chưa test thử nó nào. MVP. Kéo đi. Mọi người mà thấy nó hơi ồn ồn thì là tại ấy nhá. Hay bực thật. Rồi, chấp nhận thôi, biết sao bây giờ. Mình được 500 gold này, nhớ nhỉ? Nhớ thôi, được nhiều đấy. Cái mình sẽ chơi thêm một trận nữa. Trận này mình sẽ chơi con gì nó khác khác một tí. Mình đã hoàn thành được nhiệm vụ ở đây là một. À, mình đã hoàn thành nhiệm vụ nên được 500 gold. Mình làm được hai nhiệm vụ. Giờ mình sẽ chơi một con gì đấy nó khỏe khỏe hơn một tí. Chơi để xem nào. Con gì mình chơi những cái con tướng nó kiểu ấy rồi mình chơi con gì nó ảo diệu hơn tí đi. Nó bay bay nhảy nhảy tí nhỉ. Cho vui. Chứ mới mấy con tanker nhiều nó cũng chán. Mình thì không có nhiều tướng kiểu sát thủ. Con này này. Con này có khá hay. Con này là cái skin mình này. Ok mình chơi con này đi.
Con này là một cái tướng dạng nó dạng tanker chứ nó không hoàn toàn là sát thủ, nhưng mà nó đánh nhau cũng khá khỏe, cũng khá cơ động. Đi xe cho chất đi đấy. Ok, có game rồi. Oh my god, để mình ra mình xem cái cách hướng dẫn tăng điểm của con này xem mà. Của con này mình chơi ít lắm, quên sử hết cả cách tăng điểm rồi. Ok, có game, vào game rồi. Thực ra tìm game mình thấy cũng không quá lâu đâu, cứ nghĩ là lâu lắm nhưng mà cũng không quá lâu. xem nào. Basic attack 15%. Cái là tăng thêm 150% đam khi tướng đánh vào không phải hero này. Mình thấy nhiều người hướng dẫn đến tăng một cái này. Nó cứ tăng cái này đi. Cái đó. Chiêu của con này thì cái chiêu này của nó là bay đi bay về này. Mình đến mình thêm thể hiện cho. Cái là chém hai nhát. Còn một cái này là chéo bọn nó về, đổi vị trí, hoán đổi vị trí. Đấy, mình sẽ chọn người chém. Đấy. Chỗ quỷ của này bay lướt về. Úi dồi, đau quá. Còn cái chiêu này sẽ là hoán đổi vị trí nhá. Mình sẽ làm cho mọi người xem. Mạnh mày nhờ này. Cái chiêu WK sẽ là chém hai cái. Thì con này có một cái combo mà nhiều người dùng, đấy là bay lên này, hoán đổi vị trí. Ấy chết mẹ. Chạy. A ui. Xong rồi, mình ngu rồi. Biểu diễn quá. Thích ngu rồi. Tìm bao nhiêu đam lắm. Mình bay vào của đấy mình cứ chết luôn. Ngu người. Tìm mình con béo này là con đẩy đường khá ngon này nếu mới biết chơi. Rồi mình sẽ lao ra. Thực ra mình chơi mấy cái con kiểu sát thủ đánh nhau rồi này mình chơi khá gà. Ôi trượt ạ. À. Ê quăng cái e trượt. Mình quăng cái ấy bị trượt. Quăng trúng là sẽ hất được nó về đấy. Ôi bọn nó ăn nó quái rừng rồi. Ui, trượt luôn. Hay chơi đẹp quá. Heroes, you're just in time for the seeds of my vengeance to sprout. Hai con này nó đẩy chịu quá. Đấy, đéo hoán đổi vị trí bọn nó được. Ui, lại bị lốc lên. Chạy. Tăng cái này tăng vào đâu đây? Sợ tử à? Thủ đường thôi. Chứ có gì đánh nhạo đây rồi. Ôi sao chúng chiêu toàn trượt thế. Cái nghe trong dưới nó. Từ đó mình biến về á. Cái này là tăng thêm 75% khi mà dưới 20. Tăng thêm 75% khiên của cái nội tại khi dưới 20% máu. Đây, trong cái map này thì nhiệm vụ là phải đi giết mấy con này này. Khi mà giết đủ số điểm ấy. Giết mấy con này sau khi mình lấy được đủ số điểm thì sẽ gọi được con người cây. Ui sốc, nó cũng có rồng trận này à. Hiểu, thì sao rồi. Con rồng chó chết. Tại sao suốt ngày là mày. Ôi không rồi, rớt một đúng vây rồi. Chạy. Tôi xong rồi. Vâng.
must stand as one. A new seed is set to sprout. Choose a talent. There's my precious seed. Go and get it, would you? Choose a talent. Khổ quá, đang chơi có người gọi bị nó nhắc đứng cho lâu dưới 45 giây nó tính là AFK bây giờ này. Thấy khổ thân tôi. Cái gì đây? À đây cái thằng kiếm mình. Đây đây thủ đường á. Khi nó bị đẩy. Hoãn độ nó mẹ, chơi nó đi. Được chạy. Đau quá chạy. Không được rồi. Thì có phải nó chặn tường lại à? Cái con này, cái chiêu của con này nó bay lên trong dập về nhá, nó không bay qua tường rồi. Con này mình chơi gà quá. Nhìn chưa, con này con rồng nó đi một mình một đường thì đéo ai đánh solo lại nó cả. Đánh nó kiểu như đúng kiểu gãi ngứa nó luôn. Nếu mà một người đánh thì đúng kiểu gãi ngứa nó. Mình đéo hiểu được vì sao nó lại làm ra con rồng này nó khỏe đến cái mức này. Nó là một con tướng bình thường nhá, nó không phải là nó không có một cái, nó giết nó cũng chỉ là một mạng thôi nhá. Kìa, đi mẹ nó chiếm điểm đây. Đi có mẹ muộn rồi. Đi trượt luôn ạ. À. Mình tổng chiêu chán thật luôn đấy. Chắc kiểu đang chửi mình ấy. Ơ cái đâu rồi? Nó tàng hình ạ. À. Đang đứng lên đánh luôn này con ngon. Nhìn đánh nó như gãy ngứa. Đánh không được nổi 1/4 cái máu của nó luôn ấy. Mà con này nó có một con rồng đan rất là kinh nhá. Nó làm một con rồng đan cực kỳ mạnh luôn ấy mà còn đánh không nổi nửa cái máu, 1/4 cái máu của nó. Mấy con máu giấy nó làm vào rồng đan là phải trên nửa máu nếu mà cái con này nó lao vào được. Mà đánh nó không được 1/4 cái máu của con rồng. Không hiểu làm cái nào để giết được nó. Thì nó bay vào tát thì đau đừng hỏi. Nhà có đứa đang đứng hồi máu nó phía sau kia thì chẳng ai mà chết được nó đây. Chạy. Thật sự cái con tướng đỉnh cao của lỗi. Ui đáp trượt, sao mình đáp cái chiêu toàn trượt đấy chứ. Rồi đáp chúng là hết rồi, nó về trụ ấy. Mày nghĩ mày ghê, mày nghĩ mày ghê, mày nghĩ mày ghê. Hỗn hào support mà dám hỗn hào. Tăng mà khiên rồi à, đánh gà thôi, tăng lên tanh vậy.
Hai đúng vô đỉnh cao của trượt luôn. Ôi, mình ga quá. Người cây đang đẩy vào trong ba đường đây. Nó đứng nó hút máu luôn ạ. Lầy với mày. Lầy với mày. Mình bắt đầu khỏe hơn một tí rồi ấy, nhưng mà cũng không ăn thua lắm. Tại mình chơi con này hơi gà chứ con này mạnh cực kỳ luôn. Nó là con đánh solo mạnh vãi luôn. Chẳng quá mình chơi hơi gà. Đang dòng nó đi cùng với con này thôi. Toàn nó miễn nhiễm hoàn toàn CC nhá. Không CC người nó không ăn thua luôn. Con lìn đấy nó có cái kiểu đấy. Nội tại quá thầy. Không có một cái CC nào ảnh hưởng đến người đó. À. Ê à, lại trượt tận trường chơi con đánh gà quá. Không biết trách ai thì hơn là trách mình. Mình chơi gà. À, mình chơi gà thật đấy. Không thể trách ai được. Trời ơi, chạy. Mày nhọn à? Đi cơm à? Nếu là gì được? Làm đây đánh thương làm giảm 20% tốc độ chạy đối phương 1.5 giây, cái này cũng khá ngon này nhưng mà thôi. Đến max siêu luôn. Tăng còn nhiều quả giáp cho nó khỏe. Team này nó cũng nhiều đam lắm rồi. Team có 32 con đam rồi. Một con support, hai con tank. Team này cũng khá là ngon đấy nhưng bị con rồng với nó mạnh quá. Con tướng lỗi. Bọn này đi nó săn à, nó ăn quái rừng nhiều quá. Cái con này của mình cũng là một con đám quái rừng khá ngon này. Nhưng mà mình chẳng này mình đéo đi ăn được. Gì mà dừng trong cái game này muốn ăn hết bằng sạch ạ. My my. Yet another seed. I trust you know what to do. Yes. Để hai con nó đáp người đau lắm ấy. Ôi. Cái này mình cấm xạ tim luôn. Trận này mình hơi tạ, anh em thông cảm. Shouldn't you be gathering that seed, heroes? Trận này mình đánh con này thực sự là hơi không quen. Nhưng mà con này khá hay đấy, mình ui, đáng tiếc được nó. Đi. Dòng chiêu. Con này nó chưa phân thân này. Đẹp, nó ăn hai mạng, quái đái rồi. Hush. Một phút nữa cái này ra. Cây cối trong map này thì bọn ăn bằng sạch rồi.
Thì mình trận này còn đéo đẩy nổi một cái trụ nào bên nó. Vãi cả đái luôn. A seed has been planted. It will sprout before you know it. Em xin vậy. Chạy á? Đây đâu? À, một chấm máu. Ủa, chết rồi. Ok, thằng điên này gì đây? Muốn chết à? Vâng mạng tận mồm ạ. Con tông gà này. Mắt đam luôn, à mắt táp luôn. Cái giáp của nội tại mình tăng mắt này, nó khá, con này khá là trâu đấy. Thì tụi mày đéo kéo nó á. Hơi tệ. Mày chạy à? Ôi tàng hình à, con chó. Mày chơi tàng hình mày. Chạy đâu? Cái gì? A powerful blow. My wounds are mended. Ôi giời, con mẹ chó. Bắt đầu mình khá là khỏe rồi. Được chưa? Đi một chấm nữa thôi. Nhau hiểu luôn đấy. Một tí, tí nữa này. Xong rồi. Đi. Một tí nữa thôi thì... Nó vẫn tới à? Mất mẹ đấy. Thủ cái này thì không thủ bọn ngáo này. Sao đi đánh nhau? Ôi ôi. Rồi ơi. Quá, có thằng nào bảo kê mình không cho thằng này ra thả cái quả lửa là ngon rồi. Ai... Để nó triệu hồi cho cây ạ. Thôi xong rồi. Toàn rồi. Cũng lại trận này mình chơi gà quá. Chết hơi nhiều. Chuột ạ. Ôi con rồng đến. Chạy. Con rồng này nhá, cái chiêu cái nội tại của nó là miễn nhiễm hoàn toàn các hiệu ứng khống chế, nghĩa là không có hiệu ứng khống chế nào gây người nó được. Chiêu Z của nó có thể tê lê khắp nơi trên bản đồ, nó đứng một chỗ nó gồng nó bay lên trời xong rồi nó rơi xuống một nơi bất kỳ trên bản đồ, bất cứ chỗ nào. Có cái quy của nó là thổi lửa. Một cái thổi lửa đấy ngang với cái ulti của con Diablo luôn. Đây là cái ulti của con Diablo ấy. Còn đối với con khác thì nó có cái ulti, đối với con này thì nó có cái chiêu quy bình thường thôi. Cái ulti của nó thì nó ra bay một cái dài một cái thảm lửa ấy. Xong còn có chiêu cắn là e với cả với kép của nó như là cắn với cả đập cánh như vậy. Nói chung là nó mạnh vãi thì nhớ hiểu không luôn đấy. Chạm này con rồng này chơi gà nó mới chết hai mạng chứ bình thường giết được một mạng là khó lắm ấy.
That seed is ready for gathering. I suggest you do it now. Such a weak match. Better to do that. Có nó đến cái là combat. Nó để thắng được luôn. Đánh đúng cái không? Gì? Mình không hiểu nó nghĩ gì vậy, làm nó con tướng nó mất cân bằng lắm này. Ui, nó biết rồi. Anh đã cố gắng hết sức nhưng mà anh chỉ tiêu một đứa mà thôi. Một mình con rồng này nó có thể tanh được cả team được à? Xong rồi team nó toàn đam thì... I do hope we meet again. MVP. Ai. Con này nó bá quá. Móng tại mình chơi hơi gà nữa. Đấy, mình hoàn thành xong hết cái nhiệm vụ ngày này đó. Mình sẽ được 2.000 vàng rồi này. Nốt trận cuối. Trận cuối trong ngày hôm nay. Biến mình chơi con gì. Chơi con này cũng được mà. Con này là con lúc nãy, con này đam khá to. Một trong con đam khá to trong cái game này. Con này. Con này con tướng khó chịu cực kỳ luôn đấy. Hồi xưa mình hay chơi mà mình quên hết cả chiêu của nó ấy. Không biết có chơi lại hay không. Hay chơi con này. Trận trước có thằng chơi con này này. Kẻ này skin ấy, skin đẹp ấy. Con tướng này là con tướng ở trong một con boss ở trong Diablo. Nếu ai chơi Diablo thì biết con này. Con boss khá thường gọi là boss một trong boss gọi là khá nổi tiếng trong Diablo. Amodan, con này một trong 7 chúa quỷ địa ngục thì mày. Mình nhớ thế. Con này là tướng mới ra thôi. Giá 15.000. Giá 15.000 vàng. Đây, bùi dơ này, bọn bùi dơ. Đơn đỡ tanh đỡ đam. À bây giờ bọn ấy nó đổi thành Ranger Assassin này. Assassin đánh xa. Đây Assassin đánh gần. Healer, bùi dơ. Thấy cái lớp ấy là nó gọi là lớp gì? Bây giờ nó gọi là lớp gì? Lớp của con Azoma này. Lớp ấy là nó gọi là lớp gì? Nó gọi là Ranger Assassin ạ, à, nếu hiểu. Hồi trước nó gọi là cái gì ấy, mình không nhớ nhưng mà nó là kiểu dạng tướng đẩy đường. Chiêu con này mình quên gần hết rồi. Trước hay chơi lắm. Chà, vào trận rồi. Thôi tìm trận nhanh vãi. Thôi kêu ra đọc cái tin đi. Cái này nó gây thêm 20% đam lên quái ấy. The battle begins in 10
seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Mình chả biết đâu, thằng bừa. Cái này có cái ngon hơn đấy. Sai lầm nhưng mà thôi kệ. Cái nội tại con này chú D này, mình thả một con quái ở một vùng ở đấy. Mình có thể thả thêm một con quái ra. Bùm cháu nổ. Bùm cháu. Bùm cháu. À map này map map này map gì nhỉ? Cái tầm đáp của này khá là xa. Bùm chó nếu trên này. Mày giỡn tao, mày giỡn tao. Cái chiêu E con này là dí, cái chiêu này là thảm con đệ. Còn cái chiêu D là cái gì mình chẳng nhớ đó. Nhưng mình vừa dùng xong. À nó cường hóa con đính lên thành. Mày giỡn mày. Nhiệm vụ của mình là phải đáp trúng tướng 200 lần. Vãi đái. Vãi lìn. Đáp cầu trúng tướng 200 lần ạ. Nghe có vẻ vô lý. Chờ đó. Đồ anh ơi chết rồi. Lấy tí mana. Thôi em như vậy anh căng thế. Anh bình tĩnh. À, đánh thương giảm cooldown. Ờ, à, tăng cái này đi. Mình sẽ gọi thêm một con đính nữa. Con đệ nữa. Con này là một trong tướng đẩy đường cực kỳ ngon nhé. Con game này. Ủa thì nó gọi. À nhiệm vụ này mình là nhiệm vụ đang thiên thần quỷ à. Một bên là phải đánh con thiên thần, bên nào giết được bên giết con thiên thần bên kia hoặc là giết được con ác quỷ thì mình sẽ triệu hồi được thiên thần ác quỷ này. Kiểu thế. Đổi chỗ bên. Mày điên vừa chưa? Mày điên đủ chưa? À. Mày quẫy đủ chưa? Hết mana. Có một hit nữa thôi. Đấy, tiếp tí phải không? Chạy. Mày. Thôi ra đánh nhau tiếp, ngoài tiếp. Con này cũng con đám rất to nhưng mà không thằng này có vẻ không biết chơi lắm thế nào ấy. Khi mà đáp trúng hero giảm 45 mana. Tao sợ mày chắc. Đấy mana rồi, cái tiêu số mana lắm. Mày nhòn này. Tao chạy. Không nên chơi đấy thôi. Tính vào đi. Ok, bên mình có thiên thần rồi. Ổn. (Cười)
cái chiêu ấy con này có thể thả lính ở bất cứ đâu nhá, trên toàn bản đồ luôn. Rồi thì mình có thiên thần ra rồi, à thì mình có quỷ rồi, thì mình thiên quỷ mình chết thiên thần. Cùng cháu có quỷ rồi thì đẩy nhanh lắm. Unicorn này, unicorn này mày nhọn, mày nhọn thế nào này. Năm mươi tám điểm rồi, lâu vãi, bao giờ mới đủ 100 điểm đây? À, 200 điểm chứ, không rồi. Làm cho con khỉ này, làm cho con khỉ này. Cái chiêu này ấn vào lính là con một con lính sẽ biến thành con quỷ mạnh hơn con lính thường một tí. Làm gì? Chả làm gì cả. Con này cứ đứng sao đáp thôi. Cái gì game? Mặt nói rút. Mày lao vào này. Mày lao vào với tao à? À, cái này đi thả luôn. Thôi chạy không ổn rồi. Tôi xong rồi, cái này khó sống rồi, cái này khó sống rồi. Nhây quá, đây nhây quá. Đánh con này đi. Nhiệm vụ mình ở đây cơ mà. Thằng đang chơi khá kinh. Thằng rơi đang đánh khá kinh. Em ra đây canh ơi. Con gấu sắp chết kìa. Ai làm tí nó đi. Chưa đủ rồi. Ôi đi, không mẹ, vẫn sát thủ của dồn nam đau quá. Không có tanh, không có lao vào của đấy. Bên mình là, bên nó còn chưa đánh vào con mình cái nào cả. Cả nó là ai? Cái thằng này nó bám rất là kinh nhá. Ui, nó chết kìa. Nó cũng giáp. Cái độc đốt là chết đấy. Độc đốt vẫn chết. Không ăn. Cái độc đốt vẫn chết ạ. Càng đó là ai? Nó ra đây, lần này mình không lao lên nữa. Lần này đứng sau đáp cầu thôi. Rồi chạy rồi, thôi bỏ. Thả lính nha. Triệu hồi đám đệ. Sequences augmented. Nhòn mấy tao này.
đánh cái cả tay à, đáp cái cả tay được có 58 số cuối game trong nước có được 200 số không. Trận này có vẻ khá ổn. À con này đánh làm chậm ngon. Cái hai con những con quái của mình này nó sẽ đánh có tỷ lệ làm chậm 20%. Lên top đẩy cái anh ơi. Bọn kia đẩy bò à? Đéo ấy, vãi giờ lìm nó không chiêu mấy các hàng lâu mình ạ. Thôi, bỏ qua đi anh em. Mày nghĩ tao sợ mày à? Không dí bò mày luôn. Chắc là nhấu đam hơn. Ai chó thật đấy. Còn có thằng Hanzo sao đừng nó bắn mà. Không ai thủ con này à, bọn ngáo kia đánh nhau cái gì. Mà thì trong khi nó đánh nhau thì con quỷ của mình nó đẩy tan nhà quá. Đéo hiểu cái game mình bắt làm cái số này thì đéo hiểu là mới ra mới đủ số. Đây, bạn đánh ở đây. Đáp một đáp chúng nó tăng gây thêm 4% máu tối đa của hero. Thôi xong tôi rồi. Ôi, ăn ngay một cái CC. Á, à, may quá. Bọn nào nó đánh mình thì mình cứu mẹ được cái này. Bọn nào hết lên đánh mình thường Genji ở phòng này nó ăn luôn cái này. Bọn kia đánh xong. Quá mình thả ra cái ulti rồi mình chết cũng mãn nguyện rồi. Mình thả cái ulti là mình không đẻ mình nó đánh là thoải mái rồi. Thì bọn nào hết mà đánh mình thế là thằng Genji ở phòng sau nó ăn mẹ luôn. Cái game này nếu mà biết ấy, thì cái này này khi mà ăn xong cái này nhá, không phải là như game khác à, như nó là trừng phạt là sẽ được đâu. Cái game này không có trừng phạt, ăn xong là phải đứng ở trong một lúc, ai bên nào đứng ở trong này thì sẽ chiếm được con quái thì sẽ có đàn quái đánh hộ mình này. Team nó ngáo đá rồi, trận này mình khả năng win này. Đéo có rồng cái win ngay. Team bên kia có rồng thì sợ. Con này có thể đẩy đường từ khoảng rất là xa nhá. Nó có thể ấn D để nó gọi đẩy ra đẩy đường. Giết thiên thần anh em ơi. Trận này chắc là đến cuối game mình đéo tích đủ 200 số. Thanh niên này là một mình quẩy tim. Chạy máy. Đéo lên ngựa nhanh đấy. Hách à? Tất cả đánh nhau 1-1 luôn. Double kill luôn. Thực ra là 2-1. Không phải 1. Đéo hiểu nó lại nghĩ là cái trò đáp trúng tướng 200 lần được. Đéo hiểu, đéo ai chơi đáp trúng tướng 200 lần được trong game.
Rồi xong. Thiên thần đã bị đập chết. Và bọn nó cũng toang rồi, chắc chắn là toang, trận này thắng chắc rồi. Cái con này thì nó không phải là tướng kiểu giết người, nó là cái tướng khó chịu ấy. Nó có đẩy đường tốt. Khi nhắc đến cái tướng đẩy đường tốt thì chắc chắn là con này. Có cái gì đấy? Cái gì đấy? What the hell? Đang quay nó bắn ulti mình à? Gando bắn ulti mình. Đang đấu để... Nhưng mà thắng rồi, chẳng ai thắng chắc. Chẳng có gì để đánh này. Tại đó MVP. Ok, không ít nhất hôm nay cũng có trận thắng. Bình nhỏ thằng đúng là thằng ấy quẩy kinh thật, đánh hay. Đánh khá là kinh. Đúng là không có rồng cái trận đấu nó cân bằng hơn hẳn, dễ đánh hơn hẳn luôn ấy. Có rồng phá mấy lin. Ok. Thôi hôm nay có lẽ nghỉ ở đây thôi. Bye bye. Mình có một cái hòm này, mở xem nào. Ôi, được một xanh. Hòm trắng mở ra một xanh này cũng là được rồi. Ui, biểu tượng. Thôi nghỉ. Bye.